Hello, xin chào tất cả bạn nha. Thì theo xu hướng và nhu cầu của các bạn thì hôm nay mình sẽ làm clip trốn tìm zombie bát hai nha. Còn em tập trung vào trong chuồng hết đi. Thằng Linky đi vào đi. Mày đi vào đi. Có thằng Linky này. Mày bị thiếu năng trí tuệ hay là mẹ mày quên cho iốt cho iốt vào căn. Rồi mấy con zombie tập trung vào đây rồi, chính mình đi trốn đi. Ba con zombie là phải tập trung vào chuồng đấy. Thằng Linky game đi ra, cứ ra cứ ra. Cứ lên kia ra. Rồi, thấy là có thể bung, có thể trốn, có thể làm các kiểu con đà điểu. Nhưng mà 2 phút là zombie bắt đầu đi tìm đấy nha. À, cái điện mặn rồi, rồi, xui xui rồi, xui rồi. Rồi, 3, 2, 1, rồi zombie đi tìm đi. Zombie mà bây giờ mình sẽ phổ biến đạo luật luôn nha. Luật là như thế này. Luật là 2 phút 30 là sẽ xuất hiện zombie. Thì bạn nào bị hệ thống ngẫu nhiên chọn làm zombie thì sẽ là người phải đi tìm. Còn mấy bạn kia có 30 giây, có nghĩa là từ 2 phút 30 tới 2 phút 30 giây để trốn, để núp, để bung, để thế này, để thế kia, đủ các kiểu con đà điểu. 2 phút là zombie bắt đầu đi tìm. Zombie cào được thằng nào thì thằng đấy làm zombie, thằng đấy phải tham gia đi tìm những đứa còn lại với mấy thằng kia. Còn mấy thằng đi trốn thì trốn chỗ nào rồi thì phải ngồi im một chỗ. Rồi mình nói nhiều quá, mình làm zombie luôn rồi. Bây giờ là đi tìm thôi. Bây giờ cứ thấy binh xịt nào được cứ lao tới là chắc chắn có một thằng nó ngụy trang ở đấy luôn. Đây đây mình thấy rồi. Bạn xịt ra, bạn xịt ra, bạn đờ hút này, bạn 3 mét để đôi để xịt ra để mình bung xuống mình giết nó cho. Xịt ra. Thằng kia mày đứng yên một chỗ mà không được chạy mà. Đấy mày thấy chưa? Thấy hậu quả của mày chưa? Đấy mày chạy nữa đi. Trốn thế nào là trốn đi một chỗ thôi, không được chạy. Đây có thằng nào không? Không có thằng nào ở đây hết. Thằng kia đứng im một chỗ, mày mình đã nói luật rồi mà bạn cứ chạy đây sao nhỉ? À mà chạy, à cho chạy, quên mất, cho chạy, cảm thấy nguy hiểm thì cứ chạy. Cảm thấy chạy được thì cứ chạy, ok. Vô trong nhà là thì có thanh niên nào ở đây không? Không có. Vô mấy cái chỗ mà hay ngụy trang thì không có luôn. Sao tụi này nó trốn kiểu gì mà hay nhỉ? Không có luôn. Cái này cũng không có luôn. Còn mấy thằng nữa, một thằng. Còn một thằng nữa, thằng chưa biết yêu kìa. Đấy, mấy thằng chưa biết yêu mới là mấy thằng nguy hiểm. Còn mấy thằng yêu rồi là không nguy hiểm, đi bia mộ à? Đấy, sau tường bia mộ ra luôn rồi, tuyệt vời. Rồi, tiếp tục nha. Mới lần đầu mấy bạn cũng chưa hiểu luật nên vẫn còn ú à. Ú ớ. Các bạn vào chuồng đi. Không được quăng khói, quăng mù nha. Đừng có gây cản trở tầm nhìn của mình. Thằng chưa biết yêu đi vào đi. Mày muốn giống cái thằng hồi nãy không? Lại thằng nào mới quăng khói vậy? Thằng kia nữa, thằng Teroline nó mới thích quăng khói không? Rồi mình làm zombie rồi, mình ướp mặt vào tường rồi đi trốn đi. Rồi con zombie kia vào chuồng nốt luôn đi. Nhanh lên, mày làm zombie mới ăn là mày khổ rồi. Mày phải nghiêm túc giống ăn rồi, đâu à mày đâu? Khói có tao chả thấy mày đâu hết rồi. Đâu, mày hú lên một cái coi. Rồi đây thấy mày rồi. Thằng này nhìn như nhị lang thần luôn. Ba mắt kìa. Đứng im cho ăn chim nữa sắc đẹp của mày. À đâu có hai mắt chứ mày. Nhìn nhầm, nơi đấy nhìn nhầm. À, múa này. Ui, múa ghê chứ, ui. Những bước nhảy qua lấy thật là điêu luyện. Rồi anh cứ nhảy đi nha. Ui. Thằng này nhảy điên cuồng. Rồi chú ở đấy, chú nhảy nha, tôi đi tìm đây. Chú chóng mặt chưa? Rồi, tuyệt vời. Đã, mày chạy đâu? Mày đừng hòng mày bắt cua với ăn nha.
ăn là một tay bắt bắt cua chiên chiêm nghiệp nha, dám ăn còn bắt được chứ đừng nói là cua. À, đây 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 hàng linh kỳ mày nên nhớ là rắn nó còn sợ ăn chứ đừng nói là cua mày. Rắn nó gặp ăn nó còn phải né ăn vài phần đấy, mày là bắt cua mày làm gì? Bắt cua mà làm gì cho xã hội, chả làm được gì hết. Đó, đi tìm nào mấy cái chỗ mà mình hay ngụy trang là mình tìm hết. Tội thân nhân vái. Đây mày xuống đây ăn hứng. Ăn biết mà ăn hứng. Đấy, mắt mình tin lắm, mấy bạn đừng có đùa mình mắt lại bàng đấy. Tê quy để viết tắt đại bàng đấy. Đùa đùa đấy. Rồi tập trung vào chuồng nào. À, và hiệp ba ván rồi không thân niên là được con mù và con khói nữa nha. Rồi ai sẽ làm bị hệ thống chọn làm zombie đây. Rồi thằng nào anh em đi trốn đi, anh em đi trốn nhanh đi, anh em đi trốn nhanh đi. Nhanh đi không có mấy thằng zombie thì vào chuồng đi. Còn một thằng zombie nó vào chuồng luôn đi. Rồi một thằng yên bùng ngu bị chết. Tội bé mấy trưởng. Chết con mẹ, tới lượt mình chỉ bị tới lượt mình này. Xui bé trưởng. Bùng ngáo bị chết. Coi tivi LCD màn hình phẳng luôn. Khổ thần thằng bé không. Bây giờ đi soi tụi nó. Thanh niên này giòm nó giòm bị mù mới không thấy cái thằng này gì này. Vừa đứng chạm háng này, cái tướng đứng háng, tướng háng đứng bị lô rồi này. Bỏ làm đi tìm đi. Ồ thanh niên này bung chỗ đây hay nhỉ. Rồi mình mới thấy một thanh niên ngụy trang rồi, coi thanh niên ngụy trang thử. Ờ, thằng này ngụy trang rồi. Thằng này ngồi ngay đây, hồn nhiên vô số tội. Còn thằng này núp vào đây à. Cái này nó có khói nó núp hay nhỉ, mình méo cái khói để nó núp. Rồi thằng này ngụy trang, bị hàng thấy rồi. Chạy. Rồi coi thử chạy có phát không. Mù ngáo cái trưởng là chắc ăn bị mù luôn, ăn chạy méo được luôn ạ. Rồi vậy còn mấy thanh niên hả? 1, 2, 3, 4. 4 thanh niên nữa, còn 4 thanh niên nữa. Rồi một thanh niên đang bắt cua. Mày bắt cua mà mày gặp cái thằng bắt rắn, bắt ốc, mày mệt luôn. Đấy mày bắt cua đi đấy, thấy chưa? Hy sinh này. Làm sao mà chú chơi lại cái lực lượng zombie nó chờ đôi 4, 6, 8, 10. Không thấy mình đếm nhanh không? Ồ chị y tá xinh xắn dễ thương. Nhưng mà da là hơi đen đấy. Về đi tắm trắng đi nha y tá. Rồi vậy còn hai thanh niên nữa. Đủ thằng đi chưa gì chạy rồi. À, thanh niên nhát chết. Rồi mình im nha, mình im coi cho tụi nó win một ván nha, tụi nó sung sướng cuộc đời nữa nó. Rồi còn mình thằng Tero Rai thôi. Hình như bị zom phát hiện rồi này. Đấy đúng rồi, bị phát hiện rồi. Nhanh đi hết giờ kìa.
Rồi nó chạy rồi, rồi nó win chắc luôn. Rồi như vậy là thanh niên Terrorize là thanh niên đầu tiên win ở chế độ trốn tìm zombie. Xin một tràng pháo tay nào. Pháo chân cũng được, không không cần pháo tay đâu. Còn em tập trung vào chuồng nào, ván trốn cuối cùng đấy. À mà thôi, ván này ván nữa đi, ván nữa đi. Ván này ván nữa. Rồi và nhanh nhanh nào. Rồi anh em đi trốn đi, anh em đi trốn nhanh nào. Mấy con zombie thì đứng im ở trong chuồng. Úp ơ ơ. Thôi không cần úp mặt vào tường cũng được. Bây giờ mình đi đâu cho nó an nhà là toàn bây giờ đây. Bây giờ không có chỗ nào để mà nó không chỗ nào để cho mình nương tựa hết. Bây giờ biết đi đâu rồi, về đâu bây giờ? Đi về đâu? Mình tôi phải đi về đâu? Đến đây làm chi khi em đã vô tình quay gót đàn. Rồi không hát nữa, hát mà không đứt cát mà không có mạng để mà chơi điện tử nữa thì khổ. Bây giờ trốn đây mong sao là win. Ê thằng kia mày thấy zom lên là mày hú hú. Mày bắn súng mày ra hiệu cho anh nha. Anh thấy zom lên là bắn súng anh ra hiệu cho mày nha. Ok không? Rồi ok anh ý trong một tí nha. Rồi ok. Rồi ok ok. Anh thấy nó lên là anh bắn cứ tăng một cái là mày lo mày chạy liền nha. Còn mày thấy nó lên mày bắn tăng một cái là anh chạy nha. Ok. Rồi dạ dạ rồi ok. Dạ hay zom? Zom hay dạ? Chú nó phải nói là vâng. Nhanh chưa? Vâng. Đúng rồi, đấy chú nói vậy nó mới tôi mới hiểu được. Vâng. Vâng, vâng chứ không phải vân vân. Vâng. Mấy thanh niên này bây giờ lại học tới cấp 2, cấp 3 rồi để mình dạy là tiếng Việt thì khổ quá. Ô dám đi tìm đi. Ô nãy giờ mới càng mấy thằng mà thấy nhiều lắm mà. Mày quay ra đây mà đừng có chống hít vào mặt anh là sao thấy vong được. Thấy vong lên là bắn liền nha. Anh em mình win rồi. Thằng kia mày ngồi im nha. Đừng có ngồi đầu ăn tí nó zom lên. Anh chạy không kịp bị kẹt mày, mày hiểu không? Mày chả đông. Đính mặt nhà nó. Mày bắn sớm một tí mà không bắn. Thôi à, anh để tình hồi nãy anh không hại. Anh không giết mày đâu. Đừng bao giờ tình hồi nãy anh không hại. Anh không giết mày đâu. Một tí non nha. Tổ thân nhân vãi tin người. Tin ai chứ đừng có tin mình. Mà bây giờ nào có thân nhân ô su su nè. Ô su su với lại thằng ngô nắng. Anh em cứ coi chỗ nào nắng nắng là có thằng ngô nắng ở đấy nha. Còn thằng su su thì mình chịu. Ai tê đơ biết ngay ngồi nắng mà. Mình nói cái sai đâu. chỗ đây ngay chỗ ăn nắng luôn. Rồi ven cuối đó nha anh em, cố nhảy mà gắng lên. Anh như mỗi bữa mình thấy có đứa nó bung vào trong đây được này. Bây giờ làm sao mà bung được vào trong đây nó mới hay này. Nhảy qua rồi nhấn lưu ảnh chụp màn hình đúng không? Chụp màn hình. Xén vào được chứ chưa vào được. Rồi zombie chạy vào chuồng đi. Ngăn lên. Rồi một con Osusu này, còn một con nữa. Con kinh rắc, rồi kinh rắc vào rồi, anh em đi trốn đi. Ê, cho tao lên với, cho tao lên với. Ê, thằng Minh Tâm ơi.
hai mày chơi quá nét, hai mày cover cho tao cho nhau, không cover cho anh với, cho anh lên với, cho anh lên với, đi đi cho anh lên với nha nha. Rồi em thương rồi, cút cút đi, cút cút cho anh còn kịp. Cút đi. Thấy anh lật lọng nhanh không? Lật hơn, lật nhanh hơn lật bàn tay nữa. Kìa mấy thằng Fly đi, Fly lên cho dòm nó không ăn được. Bát là TQ97 em. Đấy, bây giờ mình cứ nhảy nhảy ở đây thôi. Cứ nhảy nhảy qua ngày kiếm ăn thôi. Đấy, có gì đâu. Dễ như ăn cháo. Đấy, nhảy qua thế này đấy, chuyên nghiệp đây chứ đâu. Rồi có thanh niên xịt bình xịt luôn, mình nhân vật BL mà cũng quá cha. Rồi dòm đi tìm đi, dòm mấy giờ, nửa tiếng là chưa ăn được đứa, ăn nửa phút rồi chưa ăn được đứa nào nha. Đừng có nói là vẫn cứ ngồi trong chuồng nha, nghiêm túc quá. Ở chỗ bia mộ có hai thằng luôn này, ra ăn đi này đấy. Ức chế, ức chế chém mình, ức chế đấy, ức chế đấy. Ức chế mấy thằng nhiệt. Có định mặn thằng Osusu kia. Còn thằng nữa mà, thằng nữa đâu rồi? Đâu rồi, à không có. Thằng nào bắn mình vậy? Thằng nào mày gây thù chuốc oán với anh à? Hả? Mày, mày, mày. Mày bắt cua mày nhảy qua đạn đấy. Chỉ mày nhảy từ qua đạn. À mày rơi, rơi, rơi. Chết chưa, chết chưa, chưa chết là đủ sống dài nhỉ. Nhảy đây, nhảy đây. Đấy, mày mà ăn sắp hứng được mày rồi đấy. Có nào trên đây không? Rồi, không có. Còn thanh niên ăn cu boy với Tero Roi. Nhìn con dom cứ tưởng bằng kia. Còn thanh niên Tero Roi nữa. Không có ở đây. Thằng ô su su mày vào đấy nó nào vậy? Rồi như vậy thanh niên Tero Roi này win 2 lần luôn. Rồi thôi tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. It wanna go me mati, I never got me, got me, been waiting.